Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đã đến với những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Cả Khatoko Khánh Hòa và PVFC AND cùng bắt đầu mùa giải mới bằng trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia 2024-2025. Trên sân 19 tháng 8, hai đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia nhập cuộc khá chậm rãi. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được các chân sút tạo ra. Điều đó khiến trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn và hai đội rời sân để khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, hiệp đấu thứ hai lại chứng kiến điều hoàn toàn trái ngược khi Khatoko Khánh Hòa và PVFC AND liên tục thay nhau ghi bàn. Xuân Nam là người mở đầu cho màn rượt đuổi tỷ số của hai đội. Ít phút sau khi vào sân thay người, Xuân Nam điền tên lên bảng tỷ số với pha đệm bóng cận thành. Hưng phấn lên cao sau bàn mở tỷ số, PVFC AND nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Lần này, Thái Ba Đạt là người ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 17 cũng vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp đấu thứ hai. Những tưởng bàn thua sẽ khiến cho Khatoko Khánh Hòa vỡ trận, thì đội bóng do huấn luyện viên Trần Trọng Bình dẫn dắt lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong những phút cuối, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với kết quả 3-2 cho PVFC AND. Chiến thắng trước Khatoko Khánh Hòa tại vòng loại Cúp Quốc gia là khởi đầu rất thuận lợi cho mùa giải mới đối với Huỳnh Công Đến và các đồng đội. Cảm xúc của em lúc này rất là vui khi đội đã giành chiến thắng. Của em cũng tuy gặp đối thủ rất là khó chịu và tụi em đã đi sân khách một thời kỳ không thuận lợi. Tụi em đã vượt qua nó và giành chiến thắng ngày hôm nay. Và em toàn đội đã đoàn kết để giành chiến thắng ngày hôm nay. Đối với toàn đội em thì còn nhiều thứ để cải thiện hơn. Những gì làm được thì tụi em sẽ cố gắng phát triển tiếp ở trong mùa giải hạng nhất. Đây là cũng một trận đấu rất là tốt để cho tụi em rút ra được nhiều bài học ạ. Vào ngày 27 tháng 10 tới đây, PVFC AND sẽ có chuyến làm khách đến sân của câu lạc bộ Long An trong khuôn khổ vòng 1 giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025. Trong khi đó, Khatoko Khánh Hòa sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn khi phải tiếp đón Phù Đồng Ninh Bình trên sân nhà. Đội bóng đang sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức hay Văn Lâm. Nhưng như vậy là không đủ. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.